Đây là video thứ hai trong series 3 video kiến tạo cuộc đời ngoài hạn. Bạn nên xem video thứ nhất, tôi là ai, trước khi xem video này nhé. Những nghiên cứu gần đây cho thấy thiên tài là người biết rõ mình muốn gì và miệt mài thực hiện điều mình muốn trong một thời gian dài, cho đến khi thuần thục và đạt đến đỉnh cao trong việc mình làm. Nghĩa là bạn và bất kỳ ai khác đều có thể trở thành thiên tài trong một lĩnh vực nào đó, và điểm khởi đầu là bạn phải biết mình muốn gì. Đáp án không chỉ đơn giản là tiền bạc, những món đồ bạn muốn mua hay những chuyến du lịch xa hoa. Vật chất chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống. Để hạnh phúc viên mãn, bạn cần nhiều hơn thế, đúng không ạ? Những câu hỏi sau đây là gợi mở giúp bạn biết và hiểu chính xác bản thân mình muốn đạt được những gì trong cuộc sống này. Nếu chỉ còn sống 5 phút, bạn sẽ gọi điện cho ai và nói điều gì? Nếu chỉ còn sống vỏn vẹn 10 phút, bạn sẽ làm điều gì? Cho đến lúc này, điều gì khiến bạn lưỡng lự, phân vân, muốn làm nhưng chưa làm được? Cho đến lúc này, 5 điều hối tiếc nhất của bạn là gì? Cho đến lúc này, điều gì khiến bạn thất vọng nhất về cuộc đời mình? Điều gì bạn không bao giờ muốn xảy ra trong cuộc đời của mình? Nhìn lại quá khứ, điều gì khiến bạn hối tiếc nhất? 5 hậu quả tồi tệ nhất sẽ xảy ra khi sức khỏe của bạn suy sụp nghiêm trọng. Bạn sẽ làm gì nếu mất tất cả và làm lại từ con số 0? 5 điều lớn nhất bạn muốn thực hiện trước khi từ giã cõi đời. Bạn muốn mọi người biết đến mình là người như thế nào? Điều gì quan trọng nhất đối với bạn? Chọn một từ để mô tả những điều bạn theo đuổi trong cuộc sống. Sau 3 năm nữa, bạn muốn đời sống nội tâm của mình như thế nào? Sau 3 năm nữa, bạn muốn sức khỏe của mình như thế nào? Sau 3 năm nữa, bạn muốn gia đình mình như thế nào? Sau 3 năm nữa, bạn muốn sự nghiệp của mình như thế nào? Sau 3 năm nữa, bạn muốn tài chính của mình như thế nào? Sau 3 năm nữa, bạn muốn các mối quan hệ của mình như thế nào? Sau 3 năm nữa, bạn muốn phong cách sống của mình thế nào? Sau 3 năm nữa, bạn muốn sự ảnh hưởng của mình như thế nào? Ai là người đang sống cuộc đời mà bạn mơ ước, và họ đang sống như thế nào? Nhớ lại và mô tả cuộc sống bạn mơ ước khi còn là đứa trẻ. 5 điều mà khi nghĩ đến nó bạn cảm thấy hạnh phúc nhất. 5 từ để diễn tả cuộc sống mà bạn mong ước. Hãy diễn tả thật chi tiết về cuộc sống mà bạn mơ ước. Nếu chỉ dùng một từ để diễn tả cuộc đời mà bạn mơ ước thì từ đó là gì? Hai mươi lăm điều sẽ làm bạn vui sướng và hạnh phúc. 3 ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của bạn lúc này là gì? Nếu được quyền chọn nơi để sống, bạn muốn sống ở đâu và tại sao? Nếu được phép chọn 5 người nổi tiếng để làm bạn thì đó là những ai? Bạn ngưỡng mộ ai nhất? Tại sao như vậy? Hãy tưởng tượng và mô tả 3 cuốn sách mà bạn cần để kiến tạo cuộc sống như mơ. Theo bạn thì thế nào là cuộc đời đáng mơ ước? Hãy mô tả chi tiết con người mà bạn muốn trở thành. Nếu được chọn một loại siêu năng lực, bạn chọn quyền năng gì và sẽ làm gì để thế giới tốt đẹp hơn? 5 điều lớn nhất bạn muốn thực hiện trong năm nay. Có câu hỏi nào khiến bạn giật mình và khiến bạn gật gù tâm đắc không?
hãy viết xuống câu hỏi đó hoặc ghi nhớ và nghiền ngẫm về nó thật lâu nhé. Bạn không cần phải trả lời hết các câu hỏi trên ngay lập tức. Cứ thoải mái chọn những gì phù hợp và từ từ để nó ngấm vào trong từng suy nghĩ. Rừng cây cổ thụ cũng phải bắt đầu bằng hạt mầm nhỏ. Sau video này, bạn nên xem tiếp video Tôi cần làm gì hoặc tìm cuốn sách Kiến tạo cuộc đời ngoại hạng trong website ngườingoaihang.com.